Ngày 29 tháng 12 năm 2021, ở phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt nữ quái Nguyễn Thị Vinh, 33 tuổi, quê ở tỉnh Nghệ An, 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Theo cáo trạng, tháng 10 năm 2017, Vinh lên mạng đặt làm giả sổ đỏ biệt thự khu Đảo Nổi Khuê Trung ở quận Cẩm Lệ với giá 25 triệu đồng và bán cho một phụ nữ 57 tuổi với giá 3 tỷ đồng. Vinh bịa chuyện đang cầm cố sổ đỏ và dụ dỗ người phụ nữ đưa 600 triệu đồng chuộc sổ. Ngày 21 tháng 10 năm 2017, tại nhà thím của Vinh, Vinh đã dàn cảnh nhờ thím mình đưa sổ đỏ giả và nhận tiền của nạn nhân. Quá trình điều tra xác định, người thím không biết rõ sự việc. Sau đó, Vinh nhận thêm tiền cọc của nạn nhân tổng cộng 1,25 tỷ đồng, nhưng thất hẹn công chứng. Nạn nhân kiểm tra thì phát hiện sổ đỏ giả. Bị nạn nhân đòi tiền, Vinh hẹn người nhà nạn nhân đến rồi thuê giang hồ với giá 20 triệu đồng đánh người cướp lại sổ đỏ giả. Sau đó, Vinh tiếp tục mang sổ đỏ giả vào Quảng Nam cùng người yêu đi lừa đảo và bị công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ, khởi tố ở vụ án khác. Đối với đối tượng làm giả sổ đỏ và nhóm giang hồ được Vinh thuê dàn cảnh cướp sổ đỏ giả, cơ quan điều tra đang tiếp tục truy xét.